Nhưng mà tớ tin cho mày, tớ tin là con bé nó không bao giờ nó làm cái chuyện đấy. Tớ tin là nó không bao giờ nó qua lại với cái đám đàn ông như thế. Tớ tin là nó không bao giờ nó làm những cái chuyện, những cái chuyện xấu xa như thế. Tớ tin là... Lòng tin nó là cái thứ mà không thể nói xuyên được. Anh chị làm gì đây vậy? Của ta nha, chỉ có tôi đây tận thủ. Mày bảo 30 phút nữa mày về mà bây giờ gần tiếng rồi. Đấy, chán xong lượn lờ tí. À sao hôm nãy bảo em nhớ em mua gì nhỉ? Mua đi bát phở. Chưa nào? Ăn rồi. Ủa, xe ai vậy? Xe... cô nghĩ là xe ai? Đừng nói là... Anh chị mua xe đúng không? Đúng không? Đúng không? Ra! Đúng không? Đúng không? Ui, xin dữ! Bị tập lái xe, dừng mà tập lái xe. Dữ dằn vậy? Đâu điên ạ, đây là xe của khách không ai. Khách gì? Xe của khách bảo là giao nhưng mà nó chưa đến giờ. Mấy giờ? Bây giờ mấy giờ rồi còn chưa đến giờ? Đêm hôm nay ai lấy xe? Đúng rồi. Nếu mà xe của khách thì sáng mai anh giao chứ bây giờ đêm sao giao được? Chả có mà. Bao tiền? Đã bảo cái xe này là của một ông đại gia và ông ấy bắt anh phải giao luôn trong hôm nay. Để ông tặng cho nàng thơ của ông ấy. Hả? Thiệt ạ? Xe này bao tiền này? Gần... rưỡi. Chồng ơi! Ôi này, giống này! Ôi, anh mua ở đây à? Ôi! Sao lại... Y chang luôn. Thế là... Em sẽ... Y chang mà. Đúng. Nhìn rồi. Một phát là biết ngay. Anh hỏi chị à? Ừ. Mua cho... Hóa ra anh mày mua quà tặng vợ tâm linh tương thông phết nhỉ. Đó, xem anh chọn rồi. Tính ra anh là người có gu thiệt chang phết nhỉ. Sướng nha. Từ giờ trở đi đừng có bắt nạt anh nữa. Yêu thương ảnh vào, ảnh chiều thấy muốn gì nữa. Cười lên cái coi. Đấy. Chạy đi, vợ chồng mình chạy trước đi. Vợ chồng em về trước đây. Đổi lại đi không nhầm sai đấy. Ghê thật, hai vợ chồng hẹn ra đây để tặng chiếc váy này. Thôi đi hưởng thụ đi, không làm phiền nữa đâu. Hóa ra ra đây là tặng chiếc váy này, đúng không? Thôi đi, không dám làm phiền nữa đâu. Đây. Trời, ây da. Chạy chạy nhau. Hôm nào bận chung nhá. Trâm Anh nó rất là vô tư.